nếu bạn được lựa chọn lời bài hát. ghẹt diêu bắt to do 17 anh sẽ chọn gì? Ông trời cho Diệp Thanh một cơ hội như vậy. Mà Diệp Thanh cũng kiên quyết sẽ không phụ lòng cơ hội như vậy. Chương một Chuyện cũ không thể truy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 2 Liên minh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 3 Phong động Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đi tới tiệm nét, giao tiền bảo quản lý mở máy, an vị ở chỗ ngồi, khởi động máy, lên số, liền mạch lưu loát. Mở ra tin tức cá nhân, nhìn quen thuộc mạnh nhất vương giả 1440 điểm, trong lòng cũng là cảm khái muôn vàng. Nhấn vào bắt đầu trò chơi, sau khi chọn xong vị trí liền bắt đầu xứng đôi bởi vì vương giả cục chờ đợi thời gian tương đối dài diệp thanh cũng là từ trong túi lấy ra một cây hồng tháp sơn điểm hô vẫn là mùi vị quen thuộc đừng hỏi tại sao là một cây không phải một hộp mua không nổi mà là một cây có giá trị tình dục hơn không bao lâu trò chơi liền bắt đầu chỉ là đáng tiếc chính là thanh này cũng không có xếp hạng trúng đơn mà là bổ sung đến phụ trợ lại nhìn đồng đội cơ hồ tất cả đều là khuôn mặt quen thuộc chơi gái lão sư trần trạch màu trắng cối xây gió, siêu nhân cường, mọi người khả năng không có nghe nói qua siêu nhân cường cái tên này, là một vị chơi ác rất mảnh người qua đường vương, bởi vì không mở truyền hình trực tiếp cái gì, cho nên cơ hội không có cái gì danh tiếng. Cô giáo chơi gái Nhà nhi, bóng rổ ma pháp đặc hiệu 2 năm rưỡi, ai đi thanh, hàng đầu vẫn luôn xếp đối diện em, giao nam của em ít nhất ăn anh 100 điểm, lần này cuối cùng cũng xếp bên này. Cối xây gió màu trắng cô gái chơi gái đừng vui cô không nhìn vị trí đi chơi gái lão sư như thế nào là phụ trợ a à? tin tức tốt cái này có thần tin tức xấu thần vị trí là phụ trợ cối xay gió các ngươi đổi một chút vị trí đi cối xay gió màu trắng có thể a à, có thể thắng là được mà lúc này diệp thanh lại đánh chữ không cần hôm nay tôi đánh trước vừa mới tỉnh ngủ xúc cảm còn chưa có phụ trợ là được Tuy rằng về tới 17 tuổi ngày nhớ đêm mong, nhưng mình thật sự đã rất lâu thật lâu không có đụng qua liên minh. Lúc trước sau khi làm việc mỗi ngày đều bận rộn tăng ca, căn bản là không có thời gian rảnh rỗi lên mạng. Sau đó thỉnh thoảng đi tiệm nét cũng là đánh mấy con gà, xúc cảm mới là không chịu được, đang chơi vui thích ứng phụ trợ thích ứng biến hóa thân thể. Trần Trạch Ok rồi, mấy người xếp hàng này chắc chắn rồi, cô giáo chơi gái, có thể đổi vị trí một chút được không, tôi không biết đánh nhau đâu cô giáo chơi gái. Nhà nhì, em được không? Anh vừa mới đi tuần núi xem tập cẩm của em, anh sợ nhận khắc liệt lại tới thăm tù. Trần Trạch Không đâu, chuyện Edward sao có thể gọi là thăm tù được. Nói xong liền đỏ mặt, từ trong túi lấy ra hai quả hồi hương đậu. Cô giáo chơi gái. Để tôi đi, cô tùy tiện chọn một tên côn đồ. Trần Trạch Vậy được rồi, nhưng đồ ăn cậu không thể phun tôi người qua đường cũng không mở miệng nói chuyện diệp thanh có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với tuyển thủ ác này lúc trước xếp hàng cũng vậy gần như không nói gì cũng thỉnh thoảng đánh đại long đánh tiểu long đánh vài chữ giống như một cái hồ lô diệp thanh còn thêm bạn tốt của hắn siêu nhân mạnh ngược lại coi như là người bình thường cũng sẽ nói đùa chia sẻ cuộc sống của mình bất quá cũng chỉ giới hạn ở đây dù sao cũng chỉ là bạn tốt trong trò chơi theo mọi người cười đùa đùa giỡn trò chơi cũng chính thức bắt đầu Diệp Thanh nhà bọn họ là làm sắc phương. Bên màu xanh. Thượng đang lan bác, đánh lợn rừng muội trung đang tiểu ngư, ác Lucian, phụ trợ phong nữ bên màu đỏ. Thượng đang nạp nhĩ, đánh giả mù, trung đang yêu cơ, ác đờ ra phụ trợ chù y thạch tại sao phải chơi phong nữ, là bởi vì Diệp Thanh nhớ rất rõ ràng, hiện tại lúc này, tuệ tinh lưu phong nữ khẳng định còn không có hỏa, phong nữ thương tổn cũng nhất định không có bị suy yếu qua sao, vừa vặn có thể lấy ra thử xem tay. Tuệ tinh phong nữ có một phiên bản, có thể mạnh một nhóm, ra AP không chỉ có thương tổn cao, lượng sữa đại chiêu cũng rất đủ. Tiến vào giao diện tải game, quả nhiên, tổ hai người đối diện là Vincent, Tiết Tấu, người mù là sát thần phong, trung đang là cửu ca ca, lên đường là một tuyệt kỹ ca, cũng chỉ chơi nạp nhĩ cùng kiệt tư. Diệp Thanh nhìn đội hình nhà mình. Không dễ đánh lắm, quá thiếu tổn thương vật lý chỉ có một Obama, xem ra phải đẩy nhanh nhịp độ mới được. Sau khi tiến vào trò chơi, ngoài trừ cô giáo chơi gái bình thường lo diên, những người khác tất cả đều ở vị trí phòng thủ khu giả chiến của BUFF đỏ, bởi vì có chu y thạch tồn tại, rất sợ đối diện tới gây chuyện. Quả nhiên, nói Tào Tháo, Tào Tháo đã tới, chỉ thấy chu y thạch bước chân ngắn gợi cảm đi tới, phía sau đi theo một đám đại hán, Diệp Thanh cũng là điểm tín hiệu rút lui liền lui về phía sau nhưng heo mùi của Trần Trạch không biết vì sao đứng tại chỗ không nhúc nhích chính là công phu ngay người như vậy Trần Trạch biết Chu Y Thạch móc phải ra tay may mắn hắn sớm có chuẩn bị kỹ năng quy cấp một điểm vì thế thổi một cơn gió dự đoán đồng thời lại điểm tín hiệu tập hợp một chút ý bảo không nên bán heo mùi Tiểu Ngư cùng Lô Tích An vốn cũng đã lui về phía sau nhưng là nhìn thấy tín hiệu do dự một lát vẫn là vòng về trở về dù sao cũng đều là vương giả trong nháy mắt liền hiểu được ý đồ của Diệp Thanh, mà lúc này Trần Trư Mùi tự hồ cũng đã trở lại, đang muốn động, chỉ thấy Chu Y Thạch một móc thành công tập trung Trư Mùi, kéo về phía sau một chút, sau đó liền bay tới. Chính là lúc này. Diệp Thanh thả ra gió dự đoán trực tiếp cắt ngang sân khấu của Chu Y Thạch, còn nhân tiện thổi bay yêu cơ và người mù của Đức Lai Văn, chỉ có nạp nhị tránh được một kiếp. Trư Mùi thấy thổi lên bốn người, dây học quy, một đầu liền đụng vào trên người Đức Lai Văn, tiểu ngư trực tiếp e thiểm, mong ngồi xổm trực tiếp ngồi xổm đến bốn người, đồng thời hai cái châm trực tiếp trùm lên đầu Đức Lai Văn, phong nữ cùng tiểu ngư, Lô Tích An cũng theo sát e đi lên điểm một chút, trực tiếp đánh ra cường công, đáng thương Vincent sau khi bị hai cái khống chế tiếp nhận xong, trực tiếp biết nước suối, thế nhưng bên màu lam cũng không dễ chịu, bởi vì tiểu ngư là e tránh vào. Trong đám người, cũng là bị bên màu đỏ dây rớt, cuối cùng đánh một đổi một. Bởi vì là bên phòng thủ, hơn nữa dết chính là Derek, cầm đầu là Obama, tổng thể mà nói, vẫn là kiếm lời nhỏ. Xinh đẹp a, à, bóng rổ cũng là não tương hồ rồi, một cái gió thổi bốn cái, nhà nhi u, ta dự định đi tiểu tử này làm đến ta trong chiến đội, các ngươi cảm thấy thế nào? Tuy rằng buổi sáng cô giáo chơi gái đã online, nhưng vẫn chú ý tình huống của đồng đội, nhìn thấy thao tác của Diệp Thanh cũng giơ ngón tay cái lên. Cô gái, đừng làm chậm trễ người ta, chiến đội của cô ở giải đấu thứ hai đều là trung bình, cô còn bảo người ta đi. Không phải tôi nói, thao tác này heo lẳng lơ cả đời cũng đánh không ra. Đừng xấu hổ, cô giáo chơi gái tốt xấu gì trước kia cũng là ánh sáng trong nước. Màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp cũng náo nhiệt hẳn lên. Đánh xong cấp một trung đoàn bình thường lo dinh, lô tích an về nhà bổ cái trường kiếm, cho nên vốn nên đối tuyến 46 mở cục diện biến thành 55 mở, tối thiểu là hoàn toàn không hư mà Diệp Thanh cũng dần dần thích ứng bức này tuổi trẻ thân thể, không thể không nói, tuổi trẻ tốc độ tay, cùng chính mình 26 tuổi tốc độ tay, hoàn toàn không phải một khái niệm, bằng vào đời sau kinh nghiệm cùng trò chơi lý giải, cộng thêm cực nhanh tốc độ tay cùng phản ứng, đờ ra vần chỉ cần ăn binh, sẽ bị gió nữ thổi. Sau đó bị lô tích an trọng điểm hai cái. Đến cấp 3, lại khổ không thể tả, Diệp Thanh bỏ thêm hai cấp V đúc, trên cơ bản một cái V đúc đi xuống sau chổi đập một cái, chính là hơn 110 giọt học, The ra vận căn bản chịu không nổi, chủ y thạch cũng thử qua thăm dò ra câu, nhưng đều bị cái mông lẳng lơ của phong nữ kia làm rớt. Không đến 5 phút đồng hồ, đường xuống đối tuyến kỳ thật cũng đã nứt ra, lại một lần nữa đem The ra vận ép trở về suối nước, dịp thanh hỗ trợ đẩy một làn sóng tuyến. Cũng là về nhà thăng cấp trang bị phụ trợ, biến thành băng sương nữ hoàng mệnh lệnh. Một bên đi bộ lo dinh một bên cũng là quan sát tình huống mỗi con đường, tiểu ngư nhân tuy rằng cấp một trước đầu, cũng bị yêu cơ đặt ở dưới tháp, thế nhưng bổ đau cơ bản không bỏ sót, xem như ổn định, mà lên đường chơi gái lão sư có thể thảm, nạp nhĩ cầm một cái đầu, hơn nữa bản thân còn có tầm bắn công kích 255 thước, lôi kéo chơi gái lão sư chỉ có thể ở xa xa nghe kinh nghiệm. Đến vạch xuất phát, Vincent cũng nhìn không được, triệu hoán người mù tới bắt một đợt. truy thạch dẫn đầu gây khó dễ, nếu móc không tới, vậy thì móc tiểu binh, sau khi móc tiểu binh rất nhanh móc lên, Diệp Thanh chưa kịp cắt đứt, bởi vì ý nghĩ ban đầu còn tưởng rằng là móc lệch, nhưng nhìn lên, cũng cảm giác đại sự không ổn, xúc lực một cái gió, vội vàng giao ra thoáng hiện, mà chú y thạch cũng rất nhanh, dây theo chấp, sau đó e bày trở về, lúc này người mù từ đường xuống sông đi ra, bởi vì bị giảm tốc độ, cho nên không vặn mở sóng thiên âm của người mù, ngay khi người mù một. Cước đá lên, gió, động. Chương 4 Con khỉ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 5 Tâm sự Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 6 Thân thế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 7 Thực huấn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 8 EGGVSIG Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 9 Trận đầu, bên trên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Trận đầu ở phía dưới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Miller, không biết anh có phát hiện ra không, trận này IG có vẻ chủ động hơn trận trước không ít. Quả thật, IG chỉ huy này làm đặc biệt tốt, mà người mới lên sân khấu cũng chỉ có tuyển thủ đánh giả ngoại và tuyển thủ phụ trợ này, cũng không biết là người nào chỉ huy. LPL cần máu mới như vậy. Miller cảm thán mà Diệp Thanh lại không bị thắng lợi ngắn ngủi này làm cho choáng ván đầu óc, mà là giọng nói nói cho Ninh Vương chờ quét xong đợt thứ hai giả tiếp tục xuống đường. Ninh Vương bởi vì đợt thứ nhất nến được ngon ngọt, cũng không có nghi ngờ, gật đầu ừ một chút, trong lòng hắn không khỏi cảm khái, người anh em này thật sự có thực lực a. À, trước đó cùng hắn ăn thắt lưng đã cảm thấy lý giải trò chơi của hắn không giống bình thường, có đầu óc không phải khủng bố nhất, có kỹ thuật lại có đầu óc còn có. Đại cục quan là kinh khủng nhất mà lúc này thịt gà lại phát ra lo lắng, dùng tiếng Trung không thuần thục mở miệng nói. Nếu sưởng trưởng ngồi sống ngược lại thì phải làm sao bây giờ? Sẽ không gà tử ca, e dê nếu tuyển ra Camilen dự định đi phân đai hệ thống, vậy hắn nhất định sẽ giúp đỡ đang thành lập cũng đủ lớn ưu thế, bởi vì Camilen đơn tuyến thật sự là quá khó đánh xuyên qua đu cơ ca, điểm ấy từ thùng rượu liền nổi tiếng liền có thể nhìn ra. Diệp Thanh sau khi nói xong ánh mắt yên lặng nhìn đại ca một chút, không thể không nói, kỳ thật bên ngoài đánh giá đại ca, kỳ thật là có chút thấp, khi Diệp Thanh gọi Ninh Vương xuống, thắt lưng cũng đã buông tha quyền tuyến, thậm chí chỉ ăn kinh nghiệm, không ăn tiểu binh, làm cho xưởng trưởng muốn tìm cơ hội ở nửa khu trên không công mà lui. Ý thức thực sự là đỉnh cao. Nào có quán quân nào có thể lăn lộn thắng được. Mà lúc này dê hạ lộ đã là tình huống phi thường nổ tung, JKL ăn hai cái đầu người về nhà trực tiếp bổ ra diệu quan nữ thần lệ, mà nữ cảnh sát chỉ bổ hai bình hồng dược, vẫn là một thanh đa lan kiếm. Sau đó theo kế hoạch, lại vượt qua một làn sóng tiếp theo, nhận lấy được một đầu, EZ lấy được một đầu, đã là bắt đầu ba. Không, bởi vì lộ tuyến đánh giả ngoại của hai bên vừa vặn là quét theo gương, xưởng trưởng quét xong đợt quái thú giả ngoại thứ hai lại đang lên đường, bất lực đối với tình huống thảm khốc của đường xuống, mà ông ta cũng rất gấp, sau đợt này, ông ta thậm chí ngay cả ngồi sổng cũng không dám ngồi sổng lại. nếu như mình không nói được cái mạng này của mình cũng phải giao cho nơi này, không có cách nào. lên đường vẫn là một bóng thép xanh, muốn đổi tuyến cũng không đổi được. mà đám diệt thanh còn rất kém, căn bản không điểm tháp, bất đắc dĩ, ông ta dứt khoát ngay cả khu giả ngoại cũng không quét, trực tiếp hợp thể với đường xuống. ba người ở đường xuống cùng nhau chơi. không có biện pháp, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng là hắn không như vậy xuống đường hai huynh đệ này sống thì phải chết mà khán giả bên ngoài cũng bị chọc cười ai u cái ejeje này thật thảm đánh skt cũng chưa từng như vậy trực tiếp bị thông quan đúng vậy a à, ta cảm giác cái này bả ejeje treo ig hạ lộ ưu thế quá lớn hiện tại con nhện đã bắt đầu soát xưởng trưởng giả khu rồi ăn bốn mảnh giả khu béo muốn chết khán giả bên ngoài cũng nhao nhao cảm thán Mười phút sau khi tra tấn ba người EGG, Diệp Thanh cũng chỉ huy JKL đẩy xuống tháp. Trong khi đó, giọng nói của đội EGG. Ai, bọn họ cuối cùng cũng từ chối, tôi thật phục rồi, coi chúng ta như máy móc mà đánh A, à, IBM chăm chọc nói. Mấu chốt là bọn họ còn một chút tính tình cũng không có. Các ngươi ổn định đi, tận lực bồi bổ phát dục, hậu kỳ chúng ta đánh 41, thắt lưng không hạn chế được bóng thép xưởng trưởng bất đắc dĩ nói. Lúc này A đầu trọc cũng lớn, thắt lưng đối tuyến với hắn thật sự quá hèn mọn, có đôi khi tình nguyện không ăn dao cũng không cho hắn tiêu hao, nhưng đao dưới tháp lại bổ sung rất tốt, trên cơ bản chênh lệch cũng chỉ khoảng 8 đao. Bởi vì khu rừng từng bước rơi vào tay giặc, tiết tấu của tiểu long vẫn luôn ở trong tay y gờ, thẳng đến 20 phút, đại long đổi mới, xưởng trưởng cũng không nhịn được, nói một câu. Đánh một đợt đi, cứ tiếp tục như vậy cũng là thua, đến bước một đợt đại long đoàn, A à quan, Quang, ngươi liền đại e dựa vào ngươi và ta ai bộc phát, dây rớt e dét hẳn là có đánh. Được. Trong khi đó, y bọn họ muốn bức đại long đoàn, nói như thế nào? Ninh Vương hỏi. Mà Diệp Thanh quả thật khóe miệng tà mị cười, hắn chỉ sợ ép không bức đoàn. Đại ca, anh đi xuống đường, đánh nhau anh trực tiếp đại chiêu truyền tống là được, chúng ta đi vòng qua hố Đại Long, tốt xong việc nếu bọn họ lên chúng ta sẽ đi, quấy rầy là được. Vì thế, trên sân khán giả liền nhìn thấy kỳ quái một mạng, e -G -G một đánh đại long, IG e liền đi lên quấy rầy hai cái, e -G -G vừa đuổi theo, đã bị xin ra kẻ yếu lui ra, nhận kết kén ngăn trở bước chân, cái này có thể làm cho e -G -G lo lắng, xuống đường thắt lưng đã hủy xong hai tháp chuẩn bị lên cao, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới. Chính mình kiêu ngạo Hàn Quốc thức đưa vào hoạt động ngược lại để cho IG e đưa vào hoạt động không thể kéo dài, a quan mạnh mẽ mở ra đi. sưởng trưởng vội vàng thúc giục nói, lúc này kỳ thật tâm tính đã bị ảnh hưởng, hắn căn bản không chú ý tới e dê dê những người khác lượng máu kỳ thật đã bị tiêu hao rất kém cỏi. a quan cũng bất đắc dĩ, lão đại ca lên tiếng, chính mình không mở còn chờ cái gì, trực tiếp tường e thoáng hiện đại chiêu tới gần e dê ngồi xuống, không đợi hắn bình a, một đại chiêu của tân đức lập cùng đại chiêu của e dê trực tiếp trót xuống, trong nháy mắt hòa tan mà e dê, dê những người khác thấy một màn này đã không kịp chạy, dịp thanh thoáng hiện đi lên trực tiếp xích đến ba người. Lúc này xưởng trưởng cũng không quản được nhiều như vậy, e thiểm trúng e kỹ năng toàn giao, mà ai cũng thoáng hiện lên đối với e đầu chính là một gậy, ngay tại e lượng máu thấy đấy thời điểm, một cái lá trắng màu tím đột nhiên bao phủ ở e trên người, nhìn thấy chùm ánh sáng này xưởng trưởng liền biết, cái này dê rớt. Mà sau khi IG bắt được Đại Long, cũng không có gấp gáp đẩy, mà là chậm rãi bắt đầu mài ba đường của S, một đường một đường cao điểm phá, lúc này người có tính cách như xưởng trưởng cũng bắt đầu chửi ầm lên. Không phải, bọn họ có ý gì, chúng ta cũng không chống cự, còn một đường một đường đẩy. Đây đương nhiên là kế hoạch của Diệp Thanh, một phen này đánh thành như vậy, tự nhiên phải tra tấn tâm tình của S một chút, đặt nền móng cho ván tiếp theo. Trải qua 33 phút cực khổ tra tấn, Ig cuối cùng cũng đẩy xong tinh thể của EGG. Giám đốc tháo tai nghe xuống đã hoàn toàn mơ hồ, tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đang làm gì, điều này cũng quá tra tấn. Hai người xuống đường cũng có biểu tình giống nhau, chỉ có em trai tiểu học ở trung lộ hơi có thâm ý liếc mắt nhìn IBM một cái, cậu cực kỳ không hài lòng với cái này, cái thứ nhất là xưởng trưởng và mình xê, cái thứ hai trực tiếp nuôi cho mình một người cha lớn, 20 phút là giày làm mát của ma tông, quy một cái cậu đều muốn mang thai thật không biết là làm gì ăn, mà A Quang lại là nằm thuần khiết, ngay từ đầu an bài bốn một, kết quả mình một phút cũng không có mang qua, ngoại trừ đánh đoàn. Chính là thủ gia. Xinh đẹp, chỉ có thể nói, chi này y bốc đồng 10 phần A, đem e dê về tất cả tháp toàn bộ đều đẩy đi mới kết thúc trận đấu, xem ra là vì cho trước một phen báo thù A. Lúc này hắn lại không có chú ý tới, dưới sân mùi thuốc súng đã rất đủ.